Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Trở lại một chút cái bài hôm trước một chút nha. Hôm trước chúng ta học một cái bài rất là quan trọng là mô tả các cái mô tả cái thuộc tính của nhân vật. Trở lại một chút cái bài hôm trước nhé. Cho nên bị này, để một chút nha. Rồi, tức là đối tượng của chúng ta ở trong cái lập trình Scratch chúng ta có hai đối tượng, chúng ta nhắc nhắc lại nhé. Cái đối tượng quan tâm của cái người lập trình, một là nhân vật, hai là sân khấu. Chúng ta chú ý cái tư duy và cái cách đặt vấn đề. Cái lập trình Scratch là nó khác hẳn với cái tư duy và cách lập trình của các ngôn ngữ lập trình bậc cao như là Python hay là Pascal, nên nó khác hẳn nhau. Cho nên là nếu mà cái ai cứ nhầm lẫn cái nghĩ là nó là một thì là không, thật là hoàn toàn không phải. Sân khấu thì hôm trước chúng ta đã biết là ở trong Scratch thì chúng ta có thể tạo ra rất nhiều nhân vật khác nhau. Khi chúng ta khởi khởi động phần mềm lên ấy, cái lập phần lập trình lên đến đâu chỉ có một nhân vật thôi là con mèo, nhưng mà chúng ta có thể tạo thêm nhiều nhân vật khác. Vì cái phần mềm, cái chương trình nó càng phức tạp thì chúng ta có thể tạo ra càng nhiều các cái nhân vật khác nhau. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu lại một chút cái mỗi nhân vật ở trong chương trình nó sẽ có các cái thuộc tính của nó. Đây, để mình nhắc lại nhé. Thứ nhất là tên. Đấy, tên. Còn có một cái tên. Các tên này là phải khác nhau. Cái thứ hai là nó có cái vị trí của cái nhân vật này ở trên màn hình, hay nó là cái tọa độ, hay nó chính là cái tọa độ tâm của nhân vật. Thì cái vị trí này được mô tả bởi hai con số x và y, là cái tọa độ của cái con vật đó tại thời điểm hiện thời. Nhân vật có thể di chuyển thì tọa độ x y này nó có thể nó thay đổi, và nhân vật sẽ được di chuyển trong một cái khung màn hình. Chúng ta nhắc lại một chút này, nó có cái chiều rộng là 480 cái bước đi và chiều cao là 360. Cái này nó là 480 và chiều cao nó là 360, và nó cái tọa độ của nó là mô tả trên cái tọa độ như này. Cái điểm giữa màn hình là điểm 0,0. Đấy. Và thì đây là cái phần kiến thức mà nó hơi vượt quá kiến thức của tiểu học, cho nên mai kia mà giáo viên chúng ta dạy cho học sinh tiểu học phải rất chú ý chỗ này. Cho nên là thật ra tôi là chỗ khó nhất đấy, nhưng mà không không nghĩa là chúng ta không dạy được, vẫn dạy học sinh tiểu học và vẫn học bình thường được, tuy là chậm hơn một chút nhé. Thứ ba, tiếp theo là cái khái niệm là hướng, rất quan trọng. Mỗi một nhân vật có cái hướng của mình, thì cái lệnh mà đi phía trước ấy, là nó đi theo hướng đó. Thì cái hướng đó được mô tả là cái mô tả cái hướng này là hướng 90 độ nhé, 90 độ. Cái này là 0 độ. Hướng phía dưới này là 180 độ hoặc là âm 180 độ. Hướng bên này là hướng là cái này là hướng là bao nhiêu nhỉ? 270 độ hoặc là âm đây này, âm chỗ này là hoặc là âm 90 độ hoặc là 270 độ nhé. Chỗ này là cái hướng thế này là hướng là trừ 90 độ hoặc là 270 độ. Thì như vậy cái hướng là một giá trị đo từ nó mà là từ 0 cho đến 360 độ, là đúng một vòng xung quanh kim đồng hồ, đó là hướng. Thì tại một thời điểm thì nhân vật của chúng ta sẽ chỉ một hướng nào đó, thì mặc định thì mọi nhân vật khi được tạo ra là nó quay sang bên phải, tức là hướng là 90 độ. Đây là hướng mặc định của nhân vật. Bất kỳ chúng ta có thể thay đổi cái hướng này bằng cái lệnh là đặt cái ra là cái hướng. Rồi tiếp theo nữa là nó có cái trạng thái của nó, trạng thái là ẩn hoặc là hiện. Ẩn hoặc hiện mặc định là nhân vật chúng ta sẽ là hiện lên trên màn hình.
chúng ta có thể là thay đổi cái trạng thái này làm cho nó ẩn đi. Thì cái trong khi chúng ta là lập trình, chúng ta tạo ra làm ra cái kịch bản cho cái chương trình của chúng ta, thì là rất nhiều khi chúng ta cần ẩn cái nhân vật đó đi, thỉnh thoảng là hiện lên. Khi ẩn hiện khi nào là do chúng ta là người đạo diễn chúng ta quy định. Cái này nó rất là hay đấy. Rồi tiếp theo nữa là một cái tham số nữa, là tham số là kích thước của nhân vật. Kích thước của nhân vật thì nhân vật mặc định chúng ta là 100% là nó đúng bằng người thường, còn chúng ta có thể phóng to thu nhỏ. Nếu mà là 0% thì tức là nó bằng không luôn. Chúng ta có thể phóng to lên là 150% hay là 200%, hoặc là nhỏ đi như là 70-80%. Thì kích thước là một số đo thì mặc định khi chúng ta tạo ra một nhân vật thì nó có kích thước là số đo kích thước là 100%. Thì kích thước này chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý cái sự khác biệt giữa kích thước là cái độ đo, là cái gọi là cái thuộc tính nhân vật, và so sánh và đừng nhầm lẫn với cái kích thước của cái hình ảnh của trang phục của nhân vật. Tôi lấy ví dụ như nhé, chúng ta đang làm việc với đây đây là con mèo nhé. Mèo này đang có cái thuộc tính kích thước là 100% đây này đó, thì cái này khác nhé. Còn chúng ta soi vào cái costume, tức là các trang phục của nó, đây 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 là trang phục thứ nhất, trang phục số 2 đây. Thì trang phục thứ nhất nó có kích thước là chúng ta nhìn thấy nhé, đây là 96 nhân 101, thì đây là chiều chiều ngang của nhân vật con mèo là 96 cái bước, 96 cái bước, chiều cao là 101 bước. Đấy. Còn cái trang phục thứ hai, chiều ngang là 92 bước và chiều cao là 116 bước. Thì đây là kích thước của hình ảnh của nhân vật thì là khác, chúng ta chú ý nhé. Thì kích thước này thì là một con số, nó phụ thuộc vào cái hình ảnh này, chứ nó không phải là một cái đối tượng, không phải là một thuộc tính của nhân vật, chúng ta chú ý. Là chúng ta làm nhiều ra quen thôi nhé. Rồi thì đó là cái thuộc tính. Tiếp theo là kích thước. Tiếp theo nữa là gì? Tiếp theo nữa là như sau, là mỗi một nhà nhân vật thì nó có một hoặc là nhiều trang phục. Đây, như vậy là các trang phục. Cái này là cái rất quan trọng. Tôi vừa nói xong, các cái trang phục nhé. Cái trang phục của nó có thể là cái phục này là mỗi trang phục, mỗi một cái trang phục là có một cái tên riêng, có một cái tên trang phục riêng, tên riêng nhé, hoặc là đánh số từ một trở đi, 1, 2, 3 vật. Thì một cái trang phục thứ ca nào đó thì nó sẽ tương ứng với một cái hình ảnh, một cái tệp hình ảnh, một hình ảnh trên màn hình đó. Hình ảnh này nó có thể là hình ảnh vector hoặc là hình ảnh bitmap, mà chúng ta có thể tự vẽ lấy, hoặc chúng ta có thể đưa một hình ảnh, lấy ảnh từ trong kho của phần mềm ra, hoặc là chúng ta lấy hình ảnh từ trên đĩa trên máy tính. Cái này chúng ta sẽ học sau. Như vậy là các trang phục của nhân vật cũng là một thuộc tính nhân vật, nó gồm có là một hay là nhiều trang phục đánh số từ 1, 2, 3, 4 đến n trang phục. Thì có trang phục là có con vật là có sẵn nhiều trang phục, như con mèo là có 2 trang phục, nhưng cũng có trang phục có con nhiều có 1 trang phục thôi nhé. Rồi như vậy là mỗi trang phục là hình ảnh, thì hình ảnh nó có một kích thước riêng, thì chúng ta không chúng ta sẽ nó phụ thuộc vào kích thước của hình ảnh thì là chuyện khác. Còn kích thước của nhân vật, đây là một cái số đo, đây là một cái thuộc tính của nhân vật thì là khác. Rồi như vậy là các trang phục đánh số từ 1 đến n chính là các một thuộc tính của nhân vật nữa. Tiếp theo nữa là các cái âm thanh của nhân vật, các cái âm thanh cũng đánh số từ 1. Bài này là bài tôi muốn bắt đầu sẽ lúc là ngẫu nhiên nào đó nhé, nên chọn là tất cả các từ 1 cho đến và mỗi âm thanh như vậy, mỗi một âm thanh có tên riêng, mỗi một âm thanh thì đây chính là từ bắt đầu là từ là có tên riêng tôi sẽ là cái này là cái màn hình nhé, và quay lại ta vào cái này chọn là cái gì. nhé, là có tên riêng giống như ở trên đó. Thì âm thanh này là chúng ta có thể lấy âm thanh từ trong kho của
của phần mềm, hoặc chúng ta có thể thu âm trực tiếp trên màn hình, hoặc chúng ta có thể là đưa nó vào từ một cái file âm thanh từ trên đĩa, một cái file MP3 hoặc là cái file file UA chẳng hạn. Đó. Thì tất cả những cái này nó là thuộc tính của nhân vật, được chưa? Thì chúng ta chú ý nhất cái này là phần phần nhắc lại phần phần này là phần phần cái rất quan trọng. Tiếp theo thì nói sang về sân khấu. Sân khấu cũng là cái một cái đối tượng mà chúng ta quan tâm, nhưng mà sân khấu thì nó không phải nhân vật, và sân khấu nó cũng có thuộc tính của nó, thì cái thuộc tính của sân khấu nó ít hơn nhiều. Thì tôi mô tả cái thuộc tính của sân khấu nhé. Sân khấu thì nó không thể, nó không phải nhân vật, nó không thể di chuyển được, cho nên là sân khấu là nó không có tên, và nó không có vị trí, nó không có tất cả những thứ tính này, là nó không có, không có khái niệm tên, không có khái niệm vị trí, không có khái niệm là hướng, không có khái niệm là trạng thái ẩn hiện, không có khái niệm là kích thước. Nhưng mà tuy nhiên thì sân khấu nó có hai phần rất quan trọng. Một là nó có các cái gọi là ứng trang phục, là các cái nền sân khấu. Như vậy là một là các cái nền sân khấu, để chưa. Thì mặc định khi chúng ta tạo ra một cái phần, một cái chương trình mới, thì sân khấu nó chỉ có một cái nền là trắng tinh, là rỗng, nhưng mà chúng ta có thể bổ sung nền nền sân khấu, chúng ta có thể vẽ lấy một nền sân khấu. Thì tất cả các nền sân khấu này, mỗi nền sân khấu nó là một cái file trên màn hình, là một cái file, một file hình ảnh, và nó có kích thước là phải có kích thước, là chuẩn là 480 nhân với 360, đúng theo cái chiều ngang chiều dọc của sân khấu của chúng ta. Thì mỗi một cái nền sân khấu này nó là background, là nó cũng đánh số, từ 1 2 3 vân vân. Và cũng như vậy, nó còn là mỗi sân khấu nó có một tên riêng, mỗi sân khấu, một cái nền sân khấu, đúng không? Một cái nền sân khấu là có một cái tên riêng. Đấy. Thì cái nền sân khấu này nó hơi đơn ná vậy ở đâu, nhưng mà nó là trang phục, còn đối sân khấu nó gọi là nền sân khấu nhé. Thế anh này nó khác nhau nhé. Với nhân vật ấy, thì nó gọi là costume. Costume là trang phục. Còn chúng ta bấm đây này, bấm đây tức là sân khấu, thì nó có chữ là backdrop. Như vậy backdrop chính là cái nền sân khấu đấy, cái nền sân khấu. Thì chúng ta có thể bổ sung nền sân khấu đây, chúng ta có thể bổ sung cái nền khác vào đây này. Đó, thì nền một, nền hai nhé. Số từ 1, 2, 3. Đây là cái nền sân khấu. Nền sân khấu thì là nó trang phục thôi nhé. Nên là nó giống giống trang phục. Đấy. Và sân khấu thì nó luôn là nó đúng theo cái kích thước của sân khấu của phần mềm nhé. Và có cái tên riêng, ví dụ đây là cái tên, đây là cái nền nền sân khấu là một, thì có cái tên là backdrop 1. Đấy. Cái bản đây là nền sân khấu số 2, thì có cái tên là backdrop baseball 2. Tôi có thể thay đổi cái tên này đi thoải mái nhé. Có cái tên riêng của nó. À, tiếp theo là một cái thuộc tính thứ hai nữa là sân khấu có âm thanh riêng của mình, các âm thanh riêng, giống như là các âm thanh đánh số, từ 1 2 3. Đấy. Như vậy là nhân vật thì có trang phục và có âm thanh, còn sân khấu thì có nền sân khấu và âm thanh. Cách tạo nền sân khấu, cách vẽ nền sân khấu là giống hệt cách vẽ là trang phục. Cách tạo âm thanh cho sân khấu là giống hệt cách tạo âm thanh cho nhân vật, nhưng nó chỉ khác một một bên là thuộc tính của từng nhân vật, còn một bên là thuộc tính của cả một cái sân khấu. Chúng ta chỉ có một sân khấu thôi. Như vậy đối tượng của chúng ta, của cái đối tượng của cái lập trình SCAD này chính là gì? Là chúng ta tập trung vào hai hai cái chính. Một là có một sân khấu thôi, chính là cái nơi mà chúng ta phải tạo ra kịch bản, tạo ra nhân vật để cho nhân vật nó hoạt động trên sân khấu. Và thứ hai là nhân vật, chúng ta có thể tạo ra một hay là nhiều nhân vật khác nhau, và sẽ lập trình độc lập cho từng nhân vật một. Các bạn chú ý nhé. Đấy. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ có một yêu cầu của một bạn trong lớp, thì tôi sẽ biệt trước khi mà sang cái phần tiếp theo của bài hôm nay, tôi sẽ giải cái một cái bài tập hôm trước, là giả sử chúng ta có bốn cái
có bốn nhân vật mà chúng ta mô tả nó di chuyển theo chiều kim đồng hồ, theo ngược kim đồng hồ vòng quanh sân khấu. Ý tôi là mô tả bốn nhân vật di chuyển nối đuôi nhau vòng quanh sân khấu một vòng. Đấy. Vì tôi làm bài này nhé, bài này là bài cũng dễ thôi, không gì khó nhưng mà cũng phải suy nghĩ một chút. Thì bây giờ tôi đưa vào màn hình của chúng ta là bốn nhân vật khác nhau nhé. Đây tôi làm một là con mèo, tôi lấy luôn là con nhân vật thứ hai. Tôi chọn nó là con ví dụ nhé. Đây ví dụ là con cánh cam. Nhân vật thứ ba tôi chọn ví dụ như là con gấu nhé, đây con gấu. Nhân vật thứ tư tôi chọn là xuống đây con gì khác một chút nhé. Con chó hoặc con mèo, con chó hoặc con chó đi, nhưng con chó ở đây nhé. Đây như chúng ta có bốn nhân vật, bây giờ muốn cho nó xếp hàng thì ta phải cho nó bé lại, riêng con gấu tôi cho bé lại nhé, gấu được to quá. Con gấu này tôi làm như sau, con gấu tôi làm đây con gấu đây nhé, tôi vào events vào chọn cái này, riêng con gấu tôi lập trình trước cho con gấu, tôi đặt vào cái looks và chọn cái lệnh là set size to. Đấy. Tôi chọn riêng con gấu cho nó bé lại, con gấu nó chọn lại tôi lấy được 50% chẳng hạn. Đấy. Thế hợp lý nhé. Đấy. Con chó tôi cho nó bé lại, con chó ở đây nhé, con chó ở đây tôi kéo cái này ra. À các bạn chú ý nhé, đây là con gấu này, tôi đã có cái lệnh là cho con gấu nó bé lại 50% đây rồi. Thì phần mềm cho phép là copy sao chép một cái đoạn chương trình này của nhân vật này sang nhân vật khác rất dễ dàng. Tôi muốn copy cái đoạn trình này sang cho con chó làm là tôi chỉ việc giữ tay ở đây và tôi kéo thả sang con chó là được. Đấy. Như vậy là cái việc mà kéo thả một đoạn lệnh của nhân vật này sang nhân vật khác chỉ là lệnh copy chương trình, tôi thả tay ra nhé. Rồi, thì đây tôi vào con chó, đây chính là cái lệnh cho con chó đấy rồi. Tôi vừa copy từ bên con gấu sang, chạy thử nhé. Gấu nó bé quá, tôi để con chó tôi để như là 80% đi. 80%. Đấy, hợp lý nhé. Như vậy là đây là con mèo, đây là con gấu này, bây tôi đây là con chó này, đây là con này. Hơi to quá, tôi thích bé hơn nhé, đều nó hơi to, hơi 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 khó hơi được. Tôi muốn cho nó đẹp tôi phải cho nó nhỏ lại thì mới nó mới đi cho nó dễ được nhé. Đây bây tôi làm tôi bé lại tí nhé, tôi sẽ bé hết lại nhé, tôi sửa sau nhé. Bây giờ đây là con chó, tôi copy cái này sang cho mèo này, copy sang cho cái cánh cánh cam này. Ô, nhầm nhầm, copy cái này cho cánh cam nhé. Đấy, như vậy đây là mèo này, đây là cánh cam này, đây là gấu này, đây là chó, tôi cho bé lại nhé, tôi chạy thử này. Đấy, mèo gấu cánh cam chó, như vậy mèo mà cánh cam là được rồi, tôi gấu cho bé lại gấu đây, gấu tôi để cho nó là 30% cho bé hẳn lại cho nó đẹp. Đấy. 40 nha, 40. 40. Rồi. Cánh cam để ở đây về được con chó này. Con chó ở đây tôi sẽ để cho nó nhỏ lại là 60. Rồi. Nhưng mà đẹp rồi nhá. Bây giờ này để phân tích, tôi muốn là khi mà tôi mà bắt đầu trình nó nằm ở đây, bây giờ tôi muốn khi tôi bấm nút space tôi bắt chó chạy đây này. Chạy đây nhé, chạy ngon như này. Đấy, chạy về đây. Thì nó chạy đúng vòng và nó quay về chỗ cũ mà nó nối đuôi nhau thì làm thế nào, thì tôi phân tích một chút, tôi là làm như sau nhé. Đây tôi phân tích một chút ở đây nhé. Đây tôi giả sử như sau, giả sử bốn cái vật của chúng ta nó chuyển động trên cái hình vuông này, trên hình chữ nhật này, tôi giả sử nhé. Đây tôi giả sử đây là cái hình, đây là cái hình mà con vật của chúng ta sẽ di chuyển đó. Tôi giả sử nhé, giả sử con mèo ở đây, đây tôi vẽ con mèo, tôi vẽ đây là con gấu này, đây là con cánh cam này, và đây là con chó nhé. Đấy, bạn di chuyển đây, đây đây là con chó này, con chó này, đây là con cánh cam này, đây là con gấu này, đây là con mèo nhé. Đấy, và tôi giả sử nó di chuyển trên cái hình hình vuông nhỏ ở bên trong sân khấu. Tôi giả sử nhé, giả sử cái điểm này này tôi sẽ ký hiệu là ví là trừ trừ 180 và cái chiều y là trừ 120, lấy ví dụ như vậy nhé. Đấy, cái điểm này nó sẽ là điểm này nó sẽ là một đối xứng nhau mà 180 và trừ 120. Điểm trên này sẽ làm x thì là 180 và y là 120, cái điểm này sẽ là x thì là trừ 180
và y là và y là 120 đấy, giả sử như vậy được chưa? Rồi thế thì giả sử nhé, giả sử như sau này, cái con vật này là nó chiếm vị trí là đây tôi chia đây, giả sử cái điểm này, cái chỗ này là điểm giữa này, đây tôi chia là đây một hai, đấy tôi chia cái hình này làm một hai ba bốn, tôi chia là bốn phần nhá. Đây đây là bốn phần này. Khoảng cách này là bằng nhau này, vậy là con cái cam ở giữa này, con gấu là gần bên 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 ở phía bên 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 trái này, con chó ở bên phải này, thì như vậy là cái khoảng cách này này nó bằng nhau, khoảng cách này 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 nó bằng nhau này đấy, tôi hoàn toàn tính tính được nhé. Như vậy là cái chiều dài, cái chiều rộng của cái hình như này, cái chiều rộng này của chúng ta là gì, là đây là trừ 180, 180 nó sẽ là 360 đúng không, mà nó chia 4 ra, đây là một phần này, hai phần, ba phần, là bốn phần, vậy suy ra một cái đoạn này này nó sẽ là 90 bước, 90 vì là 360 chia 4 mà bằng 90, từ đó tôi tính được tính được cái tốc độ cụ thể của mèo là như sau nhé, và mèo và gấu và cánh cam là chó là như sau này. Mèo này, mèo nó ở vị trí là ở phía trên này nó sẽ là trừ 180 và trừ 120, vị trí ban đầu của mèo. Vị trí của gấu là như sau, là phải là mèo cộng với 90, như vậy nó sẽ là đây nó cộng 90 nó sẽ là trừ 90 đó, trừ 90 và đây là trừ 120. Cánh cam là ở giữa là nó sẽ là không, ý chỉ là không, còn y nó là trừ 120, còn chó nằm ở đây, chó nó sẽ là 90 và đây là trừ 120. Đây là vị trí ban đầu của các con vật đó, phân tích một chút được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích tiếp này, bây giờ di chuyển như sau này, chúng ta bấm nút space thì nó bắt đầu di chuyển, thì muốn cho di chuyển theo muốn nhau phải làm như này. Chúng ta giả sử các con vật này di chuyển với vận tốc là phải bằng nhau, giả sử chúng chuyển động theo chiều ngang cái này này, chiều ngang trên toàn bộ chiều dài của cái chiều ngang của sân khấu này, của cái đường đi của nó này, là chiều ngang giả sử nó tính là mất là 2 giây, mất là 2 giây thì suy ra là mỗi đoạn nhỏ này là nó tính là nó mỗi đoạn nhỏ này sẽ di chuyển hết là 0,5 giây, 0,5 giây đó, cho nên là chó sẽ phải di chuyển từ đây tới đây là từ vị trí chó tới vị trí bên bên phải này là 0,5 giây. Cánh cam di chuyển từ vị trí giữa tới vị trí bên phải này là tính là 2 lần 90, thành thành là 1 giây. Con gấu thì chuyển động từ vị trí này tới vị trí bên phải nó sẽ là 1,5 giây, còn con mèo từ vị trí bên trái tới vị trí bên phải này là mất 2 giây. Đấy, chúng ta chú ý chính xác, phải làm chính xác như vậy thì con vật nó mới chuyển động đúng được. Rồi bây giờ tôi làm nhé, tôi giả sử con vật này chuyển động theo chiều ngang là mất 2 giây, chiều rộng này cũng là 2 giây, 2 giây, kéo bên này cũng là 2 giây, và kéo súng này cũng là 2 giây. Người ta giả sử các chiều là con vật chuyển động như nhau. Rồi tôi bắt đầu lập trình nhé. Ban đầu tôi thực hiện là mèo và gấu chó là phải nằm ở vị trí này, nhưng các bạn nhớ cho tôi nhé, trừ 180 trừ 120 mình làm như sau. Đây lập trình ban đầu nhé, thế này, bắt đầu là mèo nhé, đây mèo đây này, tôi làm cái lệnh là go to, đây go to đến vị trí là trừ 180 nha, nhớ lại nhé, trừ 180 và bên này là trừ 120 nha, trừ 120 đấy. Đây là ban đầu của mèo, mèo sẽ đứng ở đây này đó. Bây giờ tôi sẽ copy lần lượt cho cánh cam, cho gấu và chó, và tôi sẽ sửa lại. Để copy cái này nhé, cái này này tôi thông cảm, tôi viết luôn cánh cam nhé. Đây cánh cam nó sẽ là cái này, cánh cam nó sẽ là chúng ta nhớ lại cánh cam nhé, cánh cam nó là trừ 90 và y vẫn là trừ 120, trừ 120 đấy, cánh cam là ở đây, số đã khỏi cánh cam mà làm gấu chứ, gấu tôi mới nhầm mà là gấu chứ. Đó, tôi để ở đây mà, tôi để cho nó dễ, tôi để cho nó tiện, cánh gấu ở đây, cánh cam ở đây nhé, đấy. Để bên này này cho nó hợp lý nhé, nhưng cánh cam ở đây là tôi kiểm tra lại này, không, cánh cam là ở giữa đúng không, gấu là ở đây, tôi viết lại đấy, bên này thế này không quan trọng lắm, như vậy để ở đây nhé, để ở đây, như vậy cánh cam là ở giữa, cánh cam nó sẽ là không không. Rồi bị tiếp theo là gấu này,
Gấu nó sẽ là gấu ở đây nhá, gấu nó sẽ là trừ 90, trừ 90, bên này là trừ 120, trừ 120. Đấy, đây là gấu nhá. Còn chó này, chó nó sẽ là đây, nó sẽ là 90, còn chỗ này là trừ 120, trừ 120. Rồi. Được chưa? Đấy, như vậy này. Đây là ban đầu của các con vật này, nhắc lại nhé. Mèo này trừ 180, trừ 120, thấy chưa? Gấu này là trừ 90, trừ 120, cánh cam là 0 và trừ 120, còn chó là 90 và trừ 120. Đó. Chúng ta có đặt lại tên nhân chính xác hơn. Đây là mèo nhé, chính xác đây là mèo này. Đấy, chỗ này con này là con cánh cam này nhé, cánh cam này. Con này là con gấu này, và con này là con chó này. Chúng ta biết chính xác tên của nó nhé. Để chính xác hơn, bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục là các nhân vật này. Ban đầu tôi cho chúng tất cả chúng đều chạy sang hướng bên phải. Chúng ta sang mèo và chúng ta kéo lệnh là quanh in direction 90, là quay sang bên phải nhé. Cánh cam cũng quay sang bên phải, gấu quay sang bên phải và chó quay sang bên phải. Được chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu tôi mô tả cái lệnh chạy là khi bấm space thì bắt đầu chạy. Đây, bấm space thì nhắc lại này. Chúng ta được khiển riêng từ con một nhé, con mèo riêng này, con chó riêng này, con cánh cam riêng và con gấu riêng, mình làm cho chó trước nhé. Thì bắt đầu chạy thì chó sẽ chuyển động từ đây đến vị trí bên phải là hết 0,5 giây. Thì chúng ta dùng cái lệnh trong chương trình, lệnh là cho phép là điều khiển thời gian chạy từ điểm A đến điểm kia là đúng thời gian ở đó, chính là lệnh này. Chính là cái lệnh là chúng ta vào motion và vào cái lệnh là glide to. Đây, đây là cái lệnh là di chuyển đến cái vị trí này mà hết bao nhiêu giây. Việc tôi làm cho chó trước nhé, tôi vào chó này, đấy. Tôi vào cái lệnh là khi mà bấm space, đó, bấm space thì chó bắt đầu di chuyển. Tôi sẽ mô tả con chó này. Quan trọng là ban đầu đấy, chó sẽ di chuyển là 0,5 giây, chúng ta chính xác 0,5 giây đến vị trí bên phải. Bên phải tức là một là 180 và y là trừ 120 đó, ta để ở đây nhé. Đây là con chó đây, chuyển từ đây sang sang góc bên phải, tức là đây này, đây đây sang đây này nhé. Sau đó chó sẽ quay quay trái, là 90 độ và đi lên, quay trái 90 độ và đi lên. Đi lên theo giả thiết của chúng ta là đi mất 2 giây lên đỉnh trên, đi mất 2 giây, xin lỗi gọi lệnh này, một lệnh này, đi mất 2 giây lên đỉnh trên. Lên đỉnh trên nó sẽ làm là nó sẽ là 180 và đây là 120, 120. Đấy. Sau đó là chó lại quay trái một lần nữa, là 90 độ, 90 độ và đi sang bên trái, là dùng cái lệnh này là đi mất hết 2 giây sang bên trái của chúng ta là trừ 180 và bên này nên là đây là 120. Sau đó là chó là quay trái một lần nữa để đi xuống, đi xuống là quay trái là 90 độ và đi xuống, đi xuống thì dùng lệnh glide to này. Đây là vòng thứ ba, đi xuống là hết 2 giây, và đi xuống vị trí của nó là góc trái dưới là trừ 180, ở đây là trừ 120. Vì xuống đây sau đó chó lại đi về chỗ cũ của nó một lần nữa. Như vậy ở đây chúng ta thấy là chó sẽ phải đi thêm một vòng nữa, là phải xoay trái một lần nữa 90 độ và đi đi về vị trí cũ ban đầu, dùng lệnh này. Khi về vị trí cũ thì như sau, đây chó khi mà đi từ đây sang đây là hết hết là hết mà 0,5 giây, đây là hết 2 giây, quay sang đây là hết 2 giây, quay xuống là 2 giây, nhưng mà từ đây đi vị trí này là hết bao nhiêu, hết tầm 1,5 giây, nó đi qua ba đoạn này hết 1,5 giây đến vị trí cũ. Thì ở đây chúng ta sẽ phải điều khiển con chó là đi hết 1,5 giây, 1,5 giây rất quan trọng. Và đến vị trí cũ bắt đầu của nó là vị trí này này, là vị trí là đây bắt đầu này, là vị trí là 90 và trừ 120. Đó. Được chưa? Thì đây chính là cái đoạn là mô tả chó đây. Chạy thử cho bạn xem nhé, bấm lên này. Đấy. Thấy chó đi chưa? Đấy. 2 giây này. Đi xuống 2 giây này, xong 1,5 giây này. Đó. Đó là mô tả chó đi.
quan trọng nhất là các con vật phải đi theo cái chiều phía dưới, là phải đúng thời gian của nó thì nó mới đúng. Đấy, nhưng mà tôi vừa mô tả xong là con chó nhé. Bây giờ đối với con cánh cam là hoàn toàn tương tự. Chúng ta chỉ chú ý nhất là cái lần đi đầu tiên và cuối cùng thôi nhé. Bây giờ chúng ta copy cái này sang cho con cái cánh cam này. Copy sang cánh cam này, đó, sang đây nhé. Thả ra này. Đúng vào đây, và bây giờ chúng ta sẽ sửa cánh cam như sau. Cánh cam đi từ vị trí này bắt đầu đến bên phải sẽ hết là 1 giây, chúng ta sửa đây là 1 giây, 1 giây sau đó là tôi ghi là không thay đổi, giữ nguyên như vậy. Đúng, cuối cùng khi mà xuống cuối cùng rồi thì cánh cam sẽ đi từ đầu này đến vào giữa, nhưng mà đây hết là 1 giây nữa, 1 giây nữa là từ đến đến vị trí này là vị trí không không đó. Thì đây chính là cánh cam. Ta chạy thử cánh cam riêng nhé, bấm đây là chạy thử cánh cam này đấy, cánh cam. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ copy sang gấu, chúng ta sửa. Chúng ta copy cái này sang con gấu. Vào đây nhé. Và thả ra. Và bây giờ chúng ta sửa sang con gấu. Con gấu thì là như sau. Con gấu thì lúc đầu khi nó di chuyển từ vị trí này sang cuối cùng này hết là 1,5 giây. Sang lên trên này là 2 giây, sang bên trái là 2 giây, xuống 2 giây, và di chuyển là cuối cùng là hết 0,5 giây. Như vậy vị trí của gấu là hơi khác biệt. Đây thì ở vị trí bắt đầu đây, đây trên này là 1,5 giây, phải chính xác như vậy thì nó chạy đúng được. Đến vị trí bên phải, xong lên, xong đi ngang sang trái, xong đi xuống, lần cuối cùng đấy, cuối cùng là hết là 0,5 giây, và đến vị trí không phải là không, đến vị trí là đây này là trừ 90 trừ 120, đây chính là trừ 90 trừ 90. Đó. Được chưa? Thì đó chính là gấu. Kiểm tra gấu này, vốn đây kiểm tra gấu này. Đấy. Chính xác chưa? Đấy. Rồi, cuối cùng là mèo, tôi copy cái này sang cho con mèo là con cuối cùng. Đấy, mèo này như sau này. Mèo nhé. Lần đầu tiên đi từ bên này sang sang cuối, cho nên chỗ này sẽ phải là 2 giây, đi một đầu đến cuối luôn, vì mèo đang ở vị trí ở ở bên phải. Mèo đang ở vị trí này mà, cho nên là mèo sẽ đi lần đầu tiên là hết là 2 giây. Đấy. Sau đi lên này, đúng này, đi sang ngang, đi xuống, lần cuối cùng thì mèo không đi nữa, nhưng mà lại là tôi để bỏ đi. Đấy. Như vậy là ta mô tả xong con mèo, và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử cả hành trình nhé. Đây. Chúng ta bấm phím này này là bắt đầu này, để vào chỗ cũ, mà chúng ta bấm phím space, nhé. Đấy. Nó sẽ đi như vậy. À, con mèo bị hơi hơi nhanh một tí, tôi sẽ sửa lại một chút nhé. Ừ, bị sai cho con mèo đấy. À, con mèo bị sai, bây giờ sửa tí này. À, con mèo ấy này, con mèo chỗ này là phải là 2 giây. Tôi sửa nhầm đấy, tôi sửa nhầm. Con mèo chỗ này là phải vừa nãy tôi sửa nhầm mèo với gấu rồi, cánh cam rồi. Gấu nhé, đây là cánh cam đúng này, gấu này. À, để tôi sửa nhầm gấu nhá. Đây bây giờ sửa lại chỗ này, gấu là phải chỗ này là ban đầu đây, gấu cuối cùng là phải 0,5 giây. Tôi sửa nhầm, nó 0,5 giây, chỗ này là trừ 90, đó. Còn mèo tôi sửa nhầm thôi, mèo cái này là không có, và chỗ này phải là 2 giây. Để tôi sửa nhầm gấu thành mèo nhá. Đấy, nhắc lại này, mèo này, mèo là ban đầu đi sang bên phải là 2 giây này, xong đi lên này 2 giây này, đi xuống 2 giây này, và đi sang ngang đi xuống 2 giây, sau và quay 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 trái và đứng im không đi nữa. Con cánh cam thì đi sang ngang đây là 1 giây, đi sau đi lên 2 giây, đi sang sang trái 2 giây, đi xuống 2 giây, và đi về chỗ cũ là hết 1 giây, chính xác. Con gấu sang ngang không phải 2 giây, sang ngang là 1,5 giây. Như vậy là chúng ta rất dễ, sang ngang là 1,5 giây, xong đi lên 2 giây, đi sang trái 2 giây, đi xuống 2 giây, lần cuối cùng là 0,5 giây. Đấy. Con chó là sang ngang là 0,5 giây, đi lên 2 giây, đi xuống 2 giây, đi sang trái 2 giây, đi xuống 2 giây, và cuối cùng đi là 1,5 giây. Bây giờ đúng rồi đấy, sẽ chạy thử nhé. Cái này rất dễ sai đấy, bấm space này. Đấy. Bây giờ nó sẽ chính xác cái đấy. Con vật sẽ nối đuôi nhau đi như vậy. Được chưa?
Đó, như vậy tôi vừa mới vừa xong các bạn mình tôi ghi lại nhé, ghi lại bài hôm nay để chúng ta vừa mới các bạn có thể tham khảo. Hôm nay là buổi thứ ba rồi đó. B3 nhé. Bài này là bài hơi khó một chút rồi đấy. Bài B3 là bài bốn con vật đúng không? Bốn con vật. Bài này chính là cái bài bài tập số 1 trong cuốn bài tập Scratch của tôi đấy, cái bài tập là bài số 1 trong cuốn Volume 1. Cái bài bình thường thôi nhưng mà cũng hay hay. Đây, chúng ta tức là bài này cũng không phải là dễ dàng lắm, chúng ta phải suy nghĩ một chút về mặt toán học là sẽ làm mà thôi, nó không là quá khó nhưng mà nó là bài hay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang bài hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ học sang cái bài mới là một cái kiến thức mới, nó có tên là khái niệm biến. Biến hôm nay là bài bài số 3 nhé. B3 là khái niệm biến, biến ở trong bài thân đấy. Thì biến là một khái niệm rất quan trọng trong mọi ngôn ngữ lập trình, là một cái nôm na là một cái tên được đặt ra dùng để lưu trữ dữ liệu để chúng ta làm việc, lưu trữ dữ liệu. Thì chúng ta trong khi chúng ta tính toán làm việc với chương trình thì rất cần rất nhiều tính toán như vậy, rất nhiều như vậy khái niệm biến là rất quan trọng nhé. Ở trong các cái chương trình mà ngôn ngữ lập trình bậc cao như là Python như là Pascal thì biến dùng làm các biến trung gian để hỗ trợ tính toán, để làm thuật toán đúng không, để giải chương trình, giải phương trình vân vân. Nhưng ở trong Python, ở trong Scratch thì nó không phải nghĩ như vậy. Thật ra trong Python thì cái biến cũng rất quan trọng nhưng mà đóng vai trò là hỗ trợ chúng ta trong cái việc là xử lý các tình huống liên quan đến kịch bản của chúng ta. Là rất nhiều chương trình chúng ta cần đến cái biến này. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài đầu tiên về biến, và biến này sẽ được dùng trong suốt cả chương trình. Lúc nào cần biến, cái biến là đóng vai trò rất quan trọng nhé. À, thì biến là nó làm cái tên và sau khi đặt tên rồi chúng ta có thể là như vậy là biến là một cái tên. Nôm na là biến là cái gì, định nghĩa biến đơn giản, biến nó là một cái tên là được định nghĩa ở trong chương trình dùng để lưu trữ dữ liệu, dùng để lưu trữ dữ liệu. Dữ liệu này có thể dùng để tính toán, có thể dùng để làm rất nhiều việc khác nhau, dùng để làm rất nhiều việc khác nhau chứ không phải dùng để tính toán. Nhưng mà chúng ta sẽ học sau, chúng ta sẽ biết sau cái ý nghĩa của biến. Càng càng làm càng học sâu lên, càng là nhiều bài tập hơn thì cái vai trò của biến nó càng trở nên quan trọng nhé. Thì đây chúng ta chú ý cái đó. Thì với học sinh tiểu học thì chắc là chỉ đưa ra khái niệm đơn giản nhất về biến và sẽ học những bài đơn giản về biến. Được rồi, thế thì tôi sẽ mô tả cái lệnh liên quan đến biến. Thì chúng ta chú ý là chúng ta chú ý là có ba cái lệnh, ba cái lệnh ở trong trong nhà sát có ba lệnh sau đây. Chúng ta chú ý có ba cái thao tác liên quan đến lệnh liên quan đến biến nhé. Một là cái lệnh là tạo tạo một cái biến mới, tạo một cái tên biến mới. Thì tên biến ở trong Scratch thì nó không chặt chẽ như là ở trong ngữ trình bậc cao đâu. Là ở trong biến ở trong Scratch chúng ta đặt tên thoải mái, đặt tên tiếng Việt cũng được, có dấu cách thoải mái nhé. Và chỉ quan trọng là gì, là không không được phép có hai biến là trùng tên nhau, thế thôi. Còn biến ở trong vì người ta thiết kế cái Scratch dành cho trẻ con mà, cho nên người ta không hạn chế cái cách đặt tên biến. Tuy nhiên khi mà dạy cho học sinh thì chúng ta cũng cũng nên khuyên học sinh là không nên đặt tên biến một cách tùy tiện quá. Đặt tên biến cho nó dễ nhớ và để dùng, để tạo một lần và dùng lâu dài trong chương trình. Thường đặt tên nó không quá ngắn nhưng mà nó không không quá dài và đủ gợi nhớ để chúng ta hình dung biến nó làm được cái gì. Đấy. Tất nhiên với học sinh nào mà càng lên cao thì chúng ta càng học sinh càng lên cao như cấp 2 chẳng hạn thì chúng ta khuyên học sinh là không nên dùng tên biến bằng bằng tiếng Việt, nên dùng tên biến bằng tiếng Anh thì hợp lý hơn. Ví dụ tôi lấy ví dụ như vậy. Nhưng mà cũng với thì học thì tùy các em làm sao phải làm. Thì một là lệnh tạo một cái tên biến mới, hai là lệnh gán dữ liệu, gán gán giá trị, gán giá trị cho biến, được chưa?
thì biến ở trong ở trong dữ liệu, ở trong cái dữ liệu hay giá trị, dữ liệu hay là giá trị ở trong Scratch thì nó chỉ có hai loại thôi. Một loại là số, số này có thể là số nguyên hoặc là số thực, hoặc là nó giá trị là số ký tự. Vậy thì chúng ta sẽ cái này sẽ học sau, học sau nhưng mà ý là chúng ta những bạn học sinh có thể làm quen với số. Số đấy có thể là số thực hoặc là số nguyên nhé. Còn sâu, sâu là một cái làm dễ các ký tự thôi, nó là văn bản. Và cái lệnh thứ ba là cái lệnh này, trong lệnh thứ ba là cái lệnh mà thay đổi dữ liệu, biến cho trước cái biến rồi chúng ta thay đổi dữ liệu, thay đổi dữ liệu là nó có hai lệnh, lệnh tăng lên hoặc là giảm đi thôi. Bây giờ tăng lên một đơn vị hay giảm đi một đơn vị, nó có ba lệnh này rồi. Thế bây giờ tôi mô tả cái lệnh đó và chúng ta cùng nhau, chúng ta sẽ học dần những cái ý nghĩa của cái biến nhé. Đây bây chúng ta new một cái chương trình mới đi nhé. Thì biến nằm ở trong cái nhóm là đây là variable nhé. Đây là cái nhóm mà dùng để mà ta tạo ra cái các cái biến. Thì lệnh là cái lệnh này này, lệnh make variable, đây là cái lệnh mà tạo ra một cái biến mới. Chúng ta bấm vào đây và đây chúng ta tạo ra cái biến, tạo ra một cái tên biến mới, được chưa? Đây chúng ta chú ý nhé. Thì ở đây có chú ý các bạn là khi tạo ra một cái biến mới nhé, thì ở đây nó có hai cái nút ở dưới này. Nút bên trái là cái biến này là biến chung, còn bên phải là for this price only, là biến riêng của nhân vật. Đấy thì như ở đây thì nó hơi khó nhưng mà mặc định sẽ là biến chung hay là tương đương với là trong trong Python, trong Pascal đây là biến tổng thể. Thì trước mắt chỉ dạy học sinh biến tổng thể thôi. Còn cái biến ở bên trái này này, cái chỗ này này là cái nó gọi là biến địa phương mà chúng ta sẽ không học cái đó nhé. Cái địa phương này là phải lên rất cao mới học được, chứ học sinh tiểu học là không không hiểu gì cả. Chúng ta mặc định là chọn luôn bên này là biến tổng thể nhé. Ví dụ đặt tên biến là n chẳng hạn, để lưu một con số nguyên chẳng hạn, lưu một số nguyên tôi gọi chữ n và tôi bấm ok thì máy tạo ra một cái biến. Được chưa? Thì nó sẽ tạo ra cái biến, nó có hình tròn như này này, hình bán cầu như này này, là biến. Các bạn thấy nó có một dấu check ở đây nè. Dấu check ở đây tức là đây này, hiện trên màn hình là cái này. Đấy, chúng ta cứ bấm đây, nhưng đây là cái nút để ẩn hiện cái biến đó ở trên màn hình. Đấy, thì rất nhiều biến nhớ là rất cần để hiển thị trên màn hình. Ví dụ các cái biến trong các trò chơi dùng để đếm điểm của người chơi, hay là biến dùng để đo thời gian chạy của chương trình thì cần hiện ra trên màn hình để cho nó, để chúng ta học sinh nó quan sát. Còn có những biến là biến dùng để hỗ trợ thôi thì ta không không cần hiện. Cho nên là các cái biến nhớ, các cái biến trong chương trình của chúng ta là có thể hiện và có thể không nhé. Rồi thì đây là cái nút này là cái nút là để dùng để ẩn hiện, hoặc là có lệnh sau đây, lệnh show là cái lệnh để hiển thị cái biến đó, lệnh hai là lệnh để ẩn biến đó. Đấy, chúng ta có thể lập trình để ẩn hay hiện nhé. Ngoài ra chúng ta có chú ý hai lệnh, đây là cái lệnh là gán giá trị của biến. Mặc định khi chúng ta tạo ra một biến thì nó sẽ làm để cho hiển thị nhé, nó cho giá trị là không. Bây giờ chúng ta có thể gán, tôi chọn đây là n và tôi bấm chọn đây là cái số là 12 chẳng hạn. Đấy, tôi bấm đây nhé thì nó sẽ gán là 12. Đây là lệnh gán, n sẽ làm là gán giá trị là 12. Bạn thấy rõ không nào? Đó. Và đây chính là lệnh tương đương lệnh gán ở trong trong Pascal hay là trong trong C hay là trong Python đều lệnh gán hết. Cái lệnh này này, cái lệnh là set n to của này là tương đương với là gì? Nó tương đương với là cái lệnh này, nó tương đương với là cái lệnh nhà. Như vậy là cái lệnh là set, đúng không? Set này. Rồi làm là set nhé. Về biến này. Biến này to một giá trị gì đó ở đây nhé. Lệnh này nó tương đương là cái lệnh là biến biến bằng giá trị ở trong Pascal hay là trong trong C nhé. Đấy, tương đương nhau nhé, tương đương lệnh gán này. Đây chính là lệnh gán, đây sẽ là lệnh gán nhé. Lệnh thứ hai là cái biến lệnh change, lệnh thay đổi giá trị của biến. Thì lệnh change này nó chỉ có là bấm lên cho n nhé, change by bao nhiêu, change by một thì chính là tăng n lên một đơn vị. Ta để đây là -1, giảm n đi một đơn vị. Có thể bất kỳ tăng n lên 10 đến 10 đơn vị nó là như thế này.
Thậm chí nhé, bây giờ tôi tạo ra một cái biến số 2, tạo biến số 2 là m chẳng hạn, m nhé. Ví dụ tương án m là đây, tương án m bằng bằng 5 chẳng hạn, bằng 5. Bằng 5. Bằng 5. Rồi. Thì cái lệnh mà train n by 10 này, chúng ta có thể thay thế cái giá trị 10 này chính là bằng 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 m, chúng ta kéo cái m này ra và đưa nó vào đây. Đó. Bạn thấy như vậy là các cái biến này, các cái biến có thể đưa vào những ô trống đây này là đưa được ngon lành nhé, là đưa được rất là hay. Chúng ta cái bài thân cái thằng khác nó rất rất đơn giản, chúng ta kéo cái m vào đây thì nó chính là, đây chính là gì, m chúng ta đang là không, vì tôi tăng nhé, tôi đặt này, tôi đặt bấm lên chọn m này, chọn m nhé, giả sử m là bằng bằng 6 nhé, cho n ra đi, đây là n nhé, đây này, ở đây n đang là 6, n là 12, thì lệnh là trên n by m, tức là tăng n lên m đơn vị, thì bấm đây thì n sẽ tăng lên là 6. Đấy, tăng lên là 18. Thấy không nào? Tiếp theo này, đây là cách chúng ta hiển thị một cái biến ở trên màn hình. Thì hiển thị nó có ba cách hiển thị, chúng ta chú ý nhé. Đây là cách hiển thị, nó là hiển thị bình bình thường. Tôi bấm chuột phải và tôi chọn last red out là hiển thị cái ô đó nó to ra một tí. Đây này, đấy nó to ra. Nhìn nhìn nó đẹp hơn. Cách thứ ba là cách là slider, là tôi cho phép là hiển thị cái hiển thị, cho phép là chúng ta dùng chuột kéo thả để thay đổi giá trị của biến. Bấm vào đây này. Đó, nó ra cái này và tôi có thể thay đổi như này. Đó, thay đổi cái chiều giá trị của biến n. Như vậy là một cái biến ở trên màn hình, biến ở trong trong Scratch chúng ta được phép là hiển thị trên mà có thể không ẩn hiện, không hiển thị, hoặc nếu hiển thị thì cho phép hiển thị theo ba cách. Nhắc lại nhé, đây là hiển thị theo kiểu là bình thường, cách thứ hai hiển thị theo kiểu là số to, hiển thị to hơn, và cách thứ ba đây là hiển thị theo cái cách mà cho phép người dùng nhập trực tiếp, người ta gọi cái này là cách hiển thị theo slider, theo cái cho phép người dùng là dùng cái trượt, cái thanh trượt để chúng ta thay đổi giá trị của biến đó. Đấy. Thì tùy từng lúc, tùy từng nơi mà chúng ta thay đổi cách hiển thị của biến, được chưa? Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ mô tả mà cách chúng ta dùng nhé. Bây giờ như này, bây giờ cách chúng ta hay dùng nhất là như thế này, là dùng cái biến để hiển thị cái thời gian chạy của chương trình. Được chưa? Bây giờ tôi làm lại một cái chương trình nhé, nên đơn giản thôi. Bây giờ trình như thế này, bây giờ chương trình tôi cho con mèo nó đuổi con chuột nhé, mèo đuổi con chuột, nó đi rất chậm, đi sau con chuột nên chết bài tập đó. Nhưng mà tôi chỉ cho phép là chương trình này khi bắt đầu chơi là sẽ trên màn hình sẽ hiển thị một cái đồng hồ thời gian và nó sẽ chạy đúng 60 giây thì nó dừng lại và chỉ dừng lại, được chưa? Như vậy là đây là một cách mà dùng cái biến để tạo ra cái thời gian, và chúng ta cũng học ngay cách là cách để dùng làm thế nào để đo thời gian chạy của một chương trình. Thì rất nhiều cái bài tập chương trình, nhưng mà nó chương trình là cái game mà yêu cầu chương trình này chỉ chạy theo đúng là 30 giây hay là 60 giây thì chương trình dừng lại. Đó thì đấy, bây giờ mở đầu tiên mô tả cái bài tập đó nhé. Bài tập của chúng ta là như thế này, bây giờ tôi sẽ lưu bài tập mới này, một cái trò chơi đơn giản thôi là cho con mèo và con chuột, cho đơn giản thôi chứ không tôi tìm con chuột nhé, con chuột là có chữ M, con chữ G rồi chữ M đâu rồi, ở đây này, màu này nhé. Thì như sau này, tôi sẽ cho con đơn giản, tôi sẽ cho con chuột đi rất nhanh và hiển thị nhanh, chạy nhanh trên màn hình này. Con mèo thì sẽ đi luôn đi nhìn con chuột và đi đi chậm hơn theo con chuột, đuổi theo chuột nhé. Thế là cho đơn giản như thế thôi. Nhưng yêu cầu thì sao? Yêu cầu là đúng chạy chương trình chạy đúng 60 phút thì dừng lại. Được chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Đây. Bây giờ tôi mô tả con mèo trước nhá. Con mèo sẽ đầu tiên nằm đây thôi. Đây là bắt đầu nằm ở đây nhé. Đây. Thì nó cho con mèo nằm ở đây. Tôi ban đầu mèo sẽ ở vị trí này. Đây. Chuột bắt đầu ở đây nhé, để ở giữa nhé. Tôi sang chuột này. Chuột nhé.
Đấy, chuột bắt đầu ở đây rồi. Rồi bây giờ khi người dùng bấm nút space, thì mèo bắt đầu đổi, mèo chuột bắt đầu di chuyển ngẫu nhiên trên màn hình, cặp cạnh thì bật lại, còn mèo là sẽ cứ đi, mèo cái chuột đi đâu là mèo sẽ quay về phía đấy và nhìn với chuột và đi di chuyển chậm theo theo chuột, đuổi theo chuột nhưng mà sẽ không bắt được chuột nha. Rồi chúng ta chuyển cho chuột trước nhé. Khi người dùng bắt đầu bấm phím space đây, chúng ta vào đây thì chuột bắt đầu di chuyển nhé. Thì ban đầu chúng ta cho chuột theo một cái hướng ngẫu nhiên, chúng ta vào cái lệnh là motion và chọn cái lệnh là point in direct. Đây, là cái, chọn cái hướng của chuột và chúng ta cho chuột quay một cái hướng ngẫu nhiên nhé. Chúng ta vào cái operator và chọn cái lệnh là pick random, cho chuột chạy một cái hướng random từ 1 cho đến ví dụ như 1 đến 90 độ chẳng hạn. Đây, là cái lệnh mà nhé. Đây, chúng ta chọn là chuyện này, chúng ta chọn là 90 độ. Thì như vậy là chuột ban đầu nó sẽ quay về một hướng ngẫu nhiên nào đó không quan trọng. Sau đó chúng ta chuột sẽ chạy ngẫu nhiên, sẽ chạy vào cái lệnh control và cái lệnh forever, chuột sẽ chạy vĩnh viễn trên màn hình và sẽ chạy với vận tốc là khá nhanh. Tôi lấy ví dụ cho chuột chạy vận tốc là 10 chẳng hạn nhé. 10 chẳng hạn. Góc cạnh thì quay lại, chúng ta cho thêm lệnh cho chuột nó gọi là nó chạy chạy một tí nhé. Chúng ta dùng lệnh loops và cái lệnh là next cast cast đó. Và có một lệnh nữa để cho chuột là góc cạnh thì bật trở lại. Đây, chúng ta dùng dùng cái này. Chúng ta vào cái lệnh là motion, vào cái lệnh là lệnh nào nhỉ? Lệnh này, này if on edge bounce là lệnh mà gặp mà nó chuột gặp cạnh thì bật trở lại đó. Đây là mô tả con chuột nó chạy đây nhé. Khi bấm phím phím space thì chuột bắt đầu chạy. Chúng ta bấm chúng ta chọn mèo và cũng vậy, chúng ta vào cái lệnh event và chọn cái lệnh là nếu bấm phím space thì mèo sẽ gì, mèo sẽ luôn di chuyển về phía con chuột nhé. Như sau này, mèo sẽ liên tục, chúng ta vào chọn cơ forever và mèo mèo sẽ luôn luôn là nhìn về phía chuột. Đây, mèo sẽ point towards, chúng ta luôn hướng về, bấm vào đây và chọn là mouse, chính là con chuột đây. Bây giờ ta đặt lại đi, con mèo đặt tên là mèo đi, chúng ta chỉ nhìn nó dễ nhé. Đây là mèo này, bấm vào đây và chọn con này là con chuột này, chuột nhé. Rồi thì chúng ta cho mèo đấy nhé. Cái này mèo sẽ luôn hướng về chuột này, được chưa? Sau đó mèo sẽ di chuyển chậm, di chuyển vận tốc là 2 thôi, 2 thôi, di chuyển 2 thôi. Và chọn nó có cái lệnh nữa là để cho mèo sẽ cũng đổi chân để đổi đổi chân xong lệnh này này, dùng cái lệnh là vào loops và cái lệnh là next costume đó. Mèo sẽ luôn đi chậm hướng về chuột và đi chậm nhé. Vậy tới đây chúng ta vừa lập trình xong cái chương trình ngắn là để mèo 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 đuổi chuột, nhưng mà chúng ta chưa kiểm soát được cái thời gian chạy. Bật ra chạy chạy thử nhé, ban đầu thế này nhé, bấm bắt đầu này. Đấy, mèo nó sẽ nó đi chậm theo theo chuột nhé. Đây, mèo nó đi chậm theo chuột đó. Đấy, chúng ta cứ cho thế cho nó vui đi nhé. Đấy, có thể mèo nhảy hết được nhé. Đấy, được rồi. Thế bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục này. Bây giờ tôi muốn điều khiển chương trình làm sao cho gì, làm sao cho là đúng 60 phút thì 60 giây thì nó dừng lại. Thì muốn như vậy tôi sẽ phải tạo làm cái biến để làm việc đó. Thế nhưng mà chúng ta thấy bắt đầu thấy vai trò của biến nhé. Dùng cái biến để mô tả cái thời gian chạy của chương trình. Rồi chúng ta vào cái variable này và ta tạo cái biến có tên là time, chúng ta đặt tên là time, là cái biến, đặt để ở đây nhé, là biến là gọi là biến chung hay là biến tổng thể. Biến có hai loại, là bên này là biến tổng thể, bên này là biến địa phương hay là biến dành riêng cho từng con vật. Thì biến này chúng ta sẽ không học đến, và cái này phải sang đến tận sẽ không học trong suốt cả chương trình, cái này không học. Dự kiến là tôi sẽ nếu tôi dạy một lớp nâng cao thì sẽ học học cái này. Mà tôi nghĩ là cái chương trình mà dạy cho lớp cái biến này thì dành cho học sinh, cho cơ sở, chương trình phổ thông, tiểu học thì không thì chưa cần.
trừ các em nào mà thi học sinh giỏi thì thi Olympic gì đấy, thi tin học trẻ thì cần, còn bình thường là không cần nhé. Như vậy đây là cái biến thai, là biến gì, là cái biến là cái biến gì, là cái biến mà biến tổng thể, được chưa? Rồi thế thì biến tổng thể sẽ được như thế nào, sẽ lưu hiện đây này, biến xuất hiện trên màn hình, được chưa? Đó, và khi bắt đầu chơi, người dùng bấm display thì cái biến thai này sẽ bắt đầu chạy, chạy và đúng chạy đếm, là cứ bấm 1 giây nữa là tức là tăng lên một giá trị, và đến đúng 60 thì trình sẽ dừng lại đó, vì chúng ta điều khiển cái đó nhé. Như vậy đây là cái biến bình thường thôi, nhưng mà dùng để đo thời gian của chương trình, và chúng ta sẽ ra sẽ lập trình cái đó, đến đúng 60 giây thì chương trình sẽ ra cái lệnh là tất cả dừng lại hết hết chương trình, coi như xong. Thì như sau nhé, thì cái điều khiển thời gian là điều khiển như thế nào, thì có thể chúng ta có thể lập trình dùng con mèo điều khiển cũng được, điều thời gian dùng con chuột cũng được, nhưng mà thông thường khi mà chúng ta có nhiều nhân vật trên màn hình mà các nhân vật đóng vai trò khác nhau, thì cái việc mà điều khiển thời gian là một cái tham số chung của chương trình, thì chúng ta nên lập trình cho sân khấu. Đấy, cái này cho nó cái kinh nghiệm thôi, thì nên vào sân khấu. Sân khấu đây, bấm vào đây nhé, chúng ta vẫn lập trình sân khấu được, và sân khấu chính là cái nơi dùng để gì, nơi là dùng để mà ta điều khiển thời gian của chương trình. Đấy, tất cả những cái gì mà chung chung không phụ thuộc vào một cái liên quan ngôn ngoại là các thông tin hệ thống đấy, các thông số hệ thống thời gian, cái biến time kia là cái biến thời gian hệ thống, thì chúng ta dùng thì tất cả những cái việc điều khiển hệ thống ấy thì thông thường là dùng lập trình bằng cái sân khấu, được chưa? Rồi bây giờ làm nhé, thì bấm vào đây, thì đây trên màn hình chúng ta đang là cái màn hình lập trình của sân khấu, được chưa? Thì khi mà khi bắt đầu chương trình đây, khi bấm phím thì chúng ta đặt cái tham số mà đặt giá trị mặc định của biến thời gian là không, chúng ta sẽ vào cái chỗ này, cái nhóm là biến này, và chúng ta đặt cái set cái thời gian ban đầu time là không. Như vậy là khi bắt đầu chơi thì nó là không. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu điều khiển nhé. Khi người dùng bấm phím space đây, khi người dùng bấm phím space tức là khi bắt đầu chương trình, thì chúng ta cho biến time mà là di chuyển, thay đổi tăng lên một đơn vị, và nó cái việc đếm này nó sẽ dừng lại khi mà cái thời gian nó là bằng 60 sau 1 giây. Cái làm như sau nhé, đây chúng ta sẽ dùng một lệnh khác. Bây giờ không thể dùng lệnh, chúng ta dùng có thể dùng lệnh repeat cũng được, nhưng mà có lệnh là hay hơn này, chúng ta vào control nó có lệnh này, hoặc chúng ta dùng lệnh repeat cũng được, repeat 60 lần, và mỗi lần như vậy là tính là 1 giây cũng được. Một cái này hay hơn, tổng quát hơn là chúng ta dùng lệnh sau đây, lệnh rất hay là cái lệnh là repeat until. Đó, lệnh này là lệnh là lặp cho đến khi mà, lệnh này này, repeat until nhé, repeat until khi nào đây, chừng nào cái này mà còn chưa đúng ấy thì nó còn chạy cái lệnh ở phía dưới này. Rồi thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ cho thời gian chạy khi nào dừng lại, khi mà cái thời gian này đúng bằng 60. Ta làm như sau nhé, chúng ta như vậy thì chúng ta đều có phép so sánh, chỗ này là cái chỗ này là lọc chừng nào mà cái biến time mà này đúng bằng 60, là đúng 60 giây, thì chúng ta làm như sau, chúng ta vào cái operation lại, chúng ta chọn cái mà cái biểu thức là so sánh nhé, so sánh cái bằng, mà thấy hai bên là nó hai bên là nó nhọn không, đây là cái biểu thức so sánh, nhưng mà là chẳng giá trị là đúng và sai, là một cái biểu thức trong cái trong chỗ này, đây là một cái ô này là cái ô mà nó chỉ nhận giá trị là đúng sai, hay là một cái điều kiện, hay là một cái điều kiện logic, gọi là logic nhé. Đây, lặp lặp cho đến khi nào mà cái biến time bằng 60 thì dừng lại. Đây, chúng ta vào cái chỗ này, và chúng ta kéo cái biến thời gian này ra. Đây là cái biến thời gian nhé, chúng ta đưa vào đây. Đây, rất hay, mà thấy rất hay này nhé, vào chỗ này chúng ta gõ chữ 60. Như vậy là khi mà cái biến thời gian này đập cái đúng 60 thì dừng lại. Và ở trong chỗ này thì chúng ta làm như sau, là chúng ta sẽ change, chúng ta sẽ tăng cái thời gian lên một đơn vị, nhưng mà sau 1 giây chúng ta vào cái lệnh console và cái lệnh away, như vậy là chờ 1 giây và tăng thời gian lên một đơn vị. Đó, và lệnh này sẽ được lặp lặp liên tục cho đến khi mà thời gian là 60 thì dừng lại. Đó,
được chưa? Đó. Thì đây chính là cái khi mà đây là sân khấu, nó sẽ điều khiển như sau. Khi dùng bấm space nhé, thì mèo và chuột bắt đầu vượt nhau, và cái sân khấu nó bắt đầu đếm thông qua cái biến là biến biến time ở đây. Thì nó làm như sau, nó sẽ lọc liên tục là đợi 1 giây và tăng thời gian lên một, đợi một tăng lên một, cứ bấm 1 giây nó tăng lên một đơn vị, và nó sẽ kết thúc toàn bộ cái này khi mà cái time time này bằng 60. Đây lệnh là lọc liên tục cho đến khi time bằng 60 thì dừng lại. Và khi dừng lại thì trong chương trình có một cái lệnh để tất cả dừng lại hết. Chúng ta vào cái lệnh vào cho control, mà nó có một cái lệnh rất quan trọng là cái lệnh sau đây, chúng ta kéo xuống lệnh là stop on. Lệnh stop nó có ba cái em là nó có ba cái lựa chọn. Một là stop on là dừng toàn bộ chương trình. Còn hai cái sau này chúng ta học sau nhé, hai sau này là khó hơn, chúng ta học sau. Chúng ta học cái đầu tiên này đã này. Như vậy là stop chúng ta để vào đây thì nó sẽ dừng toàn bộ chương trình lại. Ta chú ý nhé, đây chính là lệnh mà dừng chương trình, dừng trò chơi, dừng tất cả. Lệnh này sẽ áp dụng cho tất cả các nhân vật và cả sân khấu nữa, cho toàn bộ chương trình của chúng ta dừng hết. Đó. Thì đây là đoạn chương trình dùng để điều khiển hệ thống này, thời gian đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé, bây giờ chúng ta bấm vào đây, chúng ta mở, ta chơi lại từ đầu nhé, đây, bấm đây này, từ đầu nhé, bấm space này, bắt đầu chơi này. Chúng ta thấy là cái thời gian kia nó sẽ chạy nhé. Đấy. Đấy, tăng lên 1, 2, 3 và trò chơi này sẽ dừng lại sau đúng sau đúng 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 1 phút, tức là 60 giây. Đấy, bạn thấy không nhé? Mình nó chơi nhé. Sau đây là 11 này, 12 này, 13, 14, 15 nó tăng lên. Đấy. Các bạn sẽ đợi cho đến khi mà để tôi muốn Thầy ơi, sao thầy thầy cho em hỏi một tí không ạ? phải đi. Ví dụ như em muốn thêm được âm thanh vào cho nó sống động ấy thì làm thế nào thế? Em nói Thầy to thì nghe nhỏ quá, nghe thấy không ạ? nghe hơi nhỏ, nghe không rõ lắm, nó to thế nào. Em muốn thêm âm thanh vào ấy thầy thì làm thế nào ạ? Âm thanh của ở đâu? Âm thanh vào trong cái trò chơi này thầy. Âm thanh nhé thì tùy các bạn thôi, âm thanh cứ để cho mèo kêu hoặc cho chuột kêu hoặc là âm thanh chung của cả hệ thống, tùy 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 các bạn mà, được chưa? Vâng ạ, thì em làm như nào? Em muốn hỏi cách làm ạ. Cách làm à? Vâng ạ. Cái này hôm trước tôi nói rồi nhỉ, nữa tôi nói sau nhé. Nhiều lắm nhưng mà âm thanh vào rất là dễ mà. Âm thanh là một thuộc tính của nhân vật và thuộc tính của cả sân khấu nữa. Thì chúng ta có thể đưa âm thanh vào bằng cách là hoặc là cho sân khấu là phát âm thanh, hoặc là cho mèo kêu hoặc cho chuột kêu, được chưa? Bây giờ giả sử nhé, giả sử khi mà bắt đầu chương trình thì tôi muốn là sân khấu kêu lên một tiếng là pop chẳng hạn như vậy, thì chúng ta vào sân khấu ở đây và chúng ta đây là chuyển sân khấu cho sân khấu đây, và chúng ta có thể vào âm thanh và chúng ta tìm âm thanh cho sân khấu. Đây này, nó sẵn cái pop rồi, là chúng ta đưa cái pop lên trên cùng rồi này. Đó. Thì như vậy là khi bắt đầu chơi thì có tiếng pop một cái là bắt đầu chơi, được chưa? Điều chúng ta muốn là khi kết thúc cũng pop một cái nữa nhé, thì chúng ta có thể đưa cái này vào đây là để đưa xuống đây để tạo một cái tiếng pop. Hoặc nếu mà các bạn muốn tìm âm thanh khác nhé, sân khấu nhé, các bạn vào vào âm thanh ở đây và chúng ta sẽ không ở đây đây là đây là chúng ta là sân khấu nhé. Đây chúng ta vào âm thanh và chúng ta bấm vào đây và tìm được bấm vào đây và tìm được rất nhiều âm thanh có sẵn ở trong chương trình. Đây các bạn có thể nghe những cái này, đây có rất nhiều âm thanh nhé, nó chia là rất nhiều mức như này, có rất nhiều nhiều cái nhóm khác nhau mà chúng ta tìm nhé. Đấy, chúng ta có thể tìm được rất nhiều luôn đấy. Tôi thử tìm một cái thử xem nhé, ví dụ nhé. Đấy. Bây giờ thì nó phải tìm rất nhiều tùy các bạn nhé. Tôi tìm một cái thanh nhạc cho đơn giản nhé, để cho nó mô tả cái đó nhé, gọi là kết thúc nhé. Này hết nhé, bấm đây này đó. Thế như vậy là hình như là sân khấu nó có hai âm thanh, một là bọc, hai là tiếng này này này. Rồi thì bây giờ làm như sau nhé,
Khi bắt đầu chơi thì có tiếng pop, khi kết thúc thì có cái âm thanh, tôi kéo ở đây có âm thanh thứ hai là kết thúc. Nhưng mà để như này thì là nó sẽ để như này thì nó bắt âm thanh một cái là stop, là nó dừng ngay, thì nó không hay lắm, nó không nghe được âm thanh. Bây giờ chúng ta phải làm cái này, chúng ta phải bỏ cái này ra, chúng ta dùng cái lệnh là play sound until done, là nó chơi hết cái này thì nó mới dừng lại, nó chơi hết cái âm thanh nó mới dừng lại. Để vào đây nhé cho nó hay. Đấy, ở đây là pop một cái là chạy, là bắt đầu đo đồng hồ đo luôn nhé. Khi đồng hồ hết đo là dừng chương trình, thì nó kêu âm thanh này và kêu xong rồi thì nó mới stop nhé. Mình tôi sửa lại cho nhanh hơn, tôi sửa lại cái này là 10 giây nhé, chương trình dạy chúng ta hết 10 giây. Chị thử cho bạn xem nhé, bấm vào đây này, bấm phím space này. Đấy, pop cái chưa, cái tiếng pop chưa, đấy có tiếng pop rồi đấy nhé. 5 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, đấy hết, kết thúc nhé. Đó đấy, nhưng mà chúng ta có chèn thêm vào nhé, chúng ta có thể âm thanh có thể thu âm ở bên ngoài, chúng ta có thể thu âm mà, hoặc thu âm trực tiếp ở trên màn hình cũng được nhé. Chúng ta sẽ làm việc nhiều, chúng ta thấy rõ thôi nhé. Rồi như vậy là đây là cái bài tiếp theo, là cái bài về gọi là gì, gọi là mèo cần chuột nhé. Có thời gian, có tính thời gian, như cái bài đầu tiên mà chúng ta có học về cách chúng ta tính thời gian chạy trong một chương trình, rất 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 là quan trọng, được chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm nhé, tìm thêm về biến. Như vậy là biến nhé, là biến chúng ta có thể tạo ra một hoặc nhiều biến khác nhau, và chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta mà điều chỉnh cái biến này. Đấy. Thì đây đây là mà chúng tôi mô tả nhé. Thì ở trong cái operator nó có những cái biểu thức cho phép chúng ta có thể tính toán những cái biến này. Thì tôi mô tả cho các bạn nhanh nhé. Thì tôi new cho các bạn xem này, new cái mới cho bạn xem nhé. Ở trên cái đây, ở trong cái operator nó có những cái lệnh rất là hay. Đây là phép cộng này, phép cộng với cộng của hai số này. Hai số này có thể là cái số bình thường. Chúng ta có thể gõ trực tiếp vào đây, để tôi gõ ở đây là tôi gõ ở đây là tôi gõ ở đây là 10 chẳng hạn nhé. Đây tôi lấy ví dụ cho các bạn xem, để tôi gõ ở đây là 10 này cộng với đây là 12 chẳng hạn, thì nó ra là 22 đây nhé. Đây là phép cộng bình thường, đây là phép trừ này, đây là phép nhân này, đây là phép chia này, đó thấy không nhỉ? Còn đây là phép so sánh này, đấy, sánh lớn hơn này, nhỏ hơn này, là bằng này. Còn đây là cái phép mà phép toán logic là và này, phép hoặc này, và phép not này là phép phủ định. Đấy, thì tất cả những cái biểu thức hoặc là biến có thể đưa vào đây hết. Tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ tôi tạo ra ra hai cái biến đây, tạo ra hai biến là A này và biến thứ hai là B này. Lấy ví dụ biến hai là B nhé, đó, hai là B. Bây giờ tôi ra tôi gán nhé, tôi set A là 10 chẳng hạn, đây A đây, tôi để A lên trên cho nó dễ nhìn dễ nhé, A này, A là 10 nhé. Bây giờ tôi lại set B, ở đây B tôi set B là 13 chẳng hạn nhé, 13. Đó. Bây giờ tôi lại phép cộng này, tôi có lẽ phép cộng là A cộng B, làm như sau này, tôi kéo A ra, tôi đưa nó vào đây, và kéo B ra tôi đưa nó vào đây, thì đây chính là tổng của AB, nó sẽ là 23. Tôi có thể điều khiển nhân vật có thể nói cái này, đây tôi vào cái looks và tôi chọn cái lệnh này, lệnh say này, lệnh say này cũng được, và tôi kéo cái này vào đây, thấy không nào? Đấy, như vậy cái lệnh say này, cái lệnh say mà cho ta biết đấy, không nó có thể nói bằng chữ, có thể nói bằng số, là đây là phép toán, thấy có hay không nào? Tôi bấm vào đây nhé, mèo sẽ hiện ra số là 23. Thấy chưa? 23. Bây giờ tiếp tục này. Chúng ta có thể xử lý sâu ở mức độ đơn giản như sau. Đây. Bây giờ chúng ta vào lại cái phép toán và vào cái lệnh này. Cái lệnh này là lệnh rất quan trọng. Lệnh join. Lệnh join ta lệnh là nối hai cái giá trị, hai cái sâu lại, hoặc là hai cái số lại với nhau. Được chưa? Bây giờ tôi muốn cho mèo nói là tổng AB là, tôi cho cái này vào, thì là như sau. Đây tôi viết như sau này, tôi viết như này, tôi viết là tổng
tổng hai số A và B là hai chấm dấu cách, và tôi kéo cái này vào đây, kéo cái này vào đây. Đấy, thấy không nào? Như vậy là đây là nối một cái chữ là tổng hai số AB là nên B là một cái số máy vẫn hiểu hết, và tôi sẽ đưa cái này vào đây. Thấy không nào? Đó. Để các bạn bấm lên xem nhé, bấm lên này. Nó mới là tổng hai số AB là 23, thấy không nào? Như vậy chúng ta dùng cái này, dùng cái lệnh join này này để chúng ta nối hai cái số lại với nhau, hoặc là sâu với số lại với nhau, thì cho phép chúng ta là hiển thị các nhân vật, là hiển thị với những cái giá trị, với những cái thông số rất là khác nhau trên màn hình. Và đây chính là cái kỹ thuật mà cho phép chúng ta làm tạo cho nhân vật, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc khác nhau. Đấy, đây là cái rất là hay. Bây giờ chúng ta tôi lấy ví dụ nhé, lấy ví dụ chúng ta làm cái trò chơi đơn giản là như sau này nhé, ví dụ như sau nhé. Và cái trò chơi này thì tôi cũng để kết hợp luôn, chúng ta vừa đồng thời vừa làm trò chơi mà đơn giản nhé, vừa tập một số cái các kỹ thuật khác nhé. Tôi lấy ví dụ như này, tôi làm trò chơi kết hợp. Trò chơi của tôi gọi là trò chơi tập đếm cho học sinh nhé. Đồ bài của tôi là như sau. Đồ bài của tôi là tôi không dùng con mèo và tôi dùng quả bóng. Đây, quả bóng. Được chưa? Bây giờ quả bóng sẽ xuất hiện trên màn hình và em bé sẽ nháy vào quả bóng. Nháy lần đầu thì nó sẽ hiện lên, nó sẽ hiện lên số 1 và thậm chí có giọng nói là 1. Xong khi tôi bấm vào thì quả bóng sẽ bật, sẽ tắt đi và hiện ở chỗ khác. Ta nháy lần thứ hai. Ta nháy lần thứ hai thì thông báo là số 2 và có giọng nói, giọng nói của người là 2. Số 2 hay là 2 cũng được nhé. Đấy, và cứ vậy học sinh sẽ đếm, bấm liên tục cho đến 10 thì dừng chương trình. Một cái trò chơi đơn giản chưa nhé, bạn đã hiểu chưa? Như vậy nhắc lại trò chơi nhé, trò chơi là trên màn hình sẽ xuất hiện ngẫu nhiên quả bóng trên màn hình và em bé chúng là người dùng, chúng ta nháy vào quả bóng thì là nháy vào lần đầu tiên nó sẽ thông báo là số 1 và hiện lên cái âm thanh là 1. Sau bấm lần thứ hai là hiện lên âm thanh là 2 và cứ như vậy hiện cho đến khi mà 10, hết 10 thì nó sẽ dừng lại. Coi như là chúc mừng, coi như có thể kết thúc bằng một câu gì đó tùy các bạn. Được chưa? Rồi, thế bây giờ chúng ta làm như sau này. Đây là bài tương đối khó rồi đấy, nhưng mà cũng đơn giản thôi. Chúng ta phải tạo một cái biến để mô tả cái số hiện thời mà nó đang đang chạy. Lần đầu tiên biến nó là không, khi người dùng mà nháy vào thì nó biến nó tăng lên một đơn vị và quả bóng sẽ nói cái số đó. Đồng thời phát âm thanh là số đó. Khi mà phát âm thanh đến số 10 xong thì chương trình dừng lại. Vậy là kết hợp giữa giữa biến và điều khiển thời gian, không để thời gian mà điều khiển khi dừng chương trình. Được chưa? Rồi, thì muốn như vậy thì chúng ta phải làm như sau. Chúng ta phải âm thanh chúng ta phải có. Bây giờ đầu tiên tôi sẽ con bóng của tôi sẽ ghi âm thanh là từ 1 đến 10. Tôi ghi âm rất là nhanh, các bạn cùng làm với tôi nhé. Người ta xóa cái này đi và tôi sẽ ghi âm thanh sự. Đây là bài học dạy cho học sinh mà, cho học sinh mẫu giáo mà. Như vậy là 1, 2, 3, 4 cho đến 10 nhé. Tôi ghi âm thanh này. Và đây bấm, đây là chữ lệnh ghi âm này. Đây là ghi âm này nhé. Đây. Tôi ghi âm thử nhé. 1. Đây là 1 rồi nhé. Vì tôi sẽ phải xóa cho chính xác. Chính xác lại cho này nhé. Đấy. Nè, nghe lại này. 1. Bây giờ save. Đó là 1 nhé. Thì ở một này tôi sẽ đặt tên là một, cái thằng hay bị lỗi bàn phím đó. Và bây giờ tôi sửa được số 1 nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo một cái mới này, cái mới này đây sẽ là 2 nhé, 2. Đấy, bây giờ 2, nghe thử này, hai 2 xong, số 2 này sẽ là 2 nhé. Tiếp theo tôi ghi âm, chúng ta ghi âm cho đến 10 thôi nhé. 3. Đấy. Các bạn có thể bỏ đi phần đầu cho nó dễ. Rồi, bấm vào đây này. Rồi. ba À. Nó cái này đi viết là đặt tên là 3, âm thanh là số 3. Làm liên tục như vậy cho xin lỗi. Bấm vào đây nhé, bấm vào chỗ này, đây là nút tôi ghi âm trực tiếp trên màn hình. Bấm vào đây. 4.
bốn, à, yêu viêm giờ tự sửa sau, năm, ai cũng thanh là đọc rõ năm ràng thì rất là hay luôn nhé. Như vậy là cái tài nguyên của Scratch là nó là hình ảnh với âm thanh, cho nên nếu mà học sinh hay là thầy cô nào mà có giọng tốt ấy thì thu âm vào thành lên thành anh là cái tài nguyên rất rất là quý, rất là quý. Cái tài nguyên là có thể ta đọc một câu chuyện, có thể một cái bài hát, đọc một cái bài thơ, hay là đọc như tôi vừa nói, thì chúng ta dễ dàng biến cái chương trình của Scratch thành cái bài, thành cái giáo án, thành cái phần của giáo án rất là tốt nhé. Vì là như vậy, đây là 1, 2, 3, 4 rồi, đây là 5 rồi đúng không? Đây là 5, nghe lại nào. Rồi, đi đến 5. 6 này. 6. 6. 6 rồi, mình tiếp tục này. Đúng ở đây này. 7. 7. Rồi. 8. Nghe lại 8. xem đúng không đây, 8 nhé. Xong tiếp theo này. 9. Chín, Rồi, một lần nữa thôi. 10. Rồi, mười, xong. Bây giờ mình kiểm tra lại lần tên đúng nhá. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, tôi ghi đây là 4 này. Đặt tên nhà chính xác thôi cũng để cho nó đặt tên đây là số 5 này. Bấm vào đây, bấm vào số 6. 6, đặt tên đây là 6. 7. Cái này không đặt tên cũng được, đặt tên cho đẹp thôi, không đặt cũng không sao đâu nhé. Đây là 8. Đặt tên trùng số tự của nó thì là hay nhất, 9 nhé. Rồi, đặt tên ở đây là 10. Rồi, nhưng mà chúng ta đã xong cái phần mà tạo ra cái tài nguyên là quả bóng với cái tên âm thanh để dạy cho học sinh học. Rồi bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta phải tạo ra một cái biến. Biến này dùng để biến đếm. Biến đếm để khi đặt tên biến đếm đặt tiếng Việt cũng được, hay là đặt là đếm cũng được nhé. Đếm cũng được, hoặc là mà dùng tiếng Anh dùng là từ cao thì các bạn nhé. Biến này là biến đếm. Tức là cái biến này để chỉ ra là khi mà bắt đầu chơi, khi học sinh mà nháy vào thì chúng ta sẽ biến đúng cái biến đếm kia nhé. Cái biến này là rất quan trọng, được chưa? Rồi, có thể để cho mình đây cũng được, không sao cả nhé, hiện cho mình đây không sao. Rồi, bắt đầu này, chúng ta bắt đầu chơi nhé. Khi mà bắt đầu lập trình này, khi mà đây, khi mà vào chương trình nhé, bắt đầu chương trình thì chúng ta cho cái bóng này vào giữa màn hình, ví dụ cho cái bóng này vào giữa màn hình đây. À, chúng ta go to là không không nhé, ví dụ thế nhé, không 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 không, và cho cái bóng này nó hiện ra và looks và cho nó hiện ra. Việc tôi muốn là khi mà tôi bấm nháy vào thì nó không sao, nó không còn cho ẩn đi, luôn hiện nhé, để cho nó sâu cho nó yên tâm nhé. Rồi, và đặt cái tham số ban đầu, đặt cái tham số ban đầu là cao bằng không đó. Nên ban đầu khi bắt đầu chơi là cao bằng không nhé. Còn sân khấu sẽ là cái nơi kiểm tra, khi mà biến cao nó bằng 10 thì chúng ta sẽ dừng chương trình lại. Bây giờ chúng ta cứ chơi nhé. Thì như sau này, khi người chơi mà nháy vào quả bóng thì như vậy, vì chúng ta là có một sự kiện khác. Chúng ta đã học hôm qua là sự kiện đầu tiên là chúng ta nháy chuột vào cái này là một sự kiện. Sự kiện chúng ta học là sự kiện tiếp theo là sự kiện là bấm deep space. Đây sẽ vào sự kiện. Thì đây là sự kiện là mà người dùng nháy vào lá cờ. Còn đây là sự kiện là người dùng bấm phím space. Còn cái loại thứ ba đây, đây là sự kiện người dùng nháy vào quả bóng. Nháy vào cái con nhân vật đó. Được chưa? Khi người dùng nháy vào thì sao? Thì chúng ta sẽ tăng biến cao lên một đơn vị. Đây, chúng ta sẽ dùng lệnh này. Chúng ta sẽ vào lệnh này, chúng ta sẽ change cao by một đơn vị. Được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà cái biến cao mà là nhỏ hơn bằng 10 nhé, thì chúng ta sẽ gì, hay không cần thiết, chúng ta có thể cái việc mà
cái việc mà kiểm soát cái việc nó dừng là cái việc ở chỗ ở cái sân khấu rồi, thì đây chúng ta cứ thế ta làm thôi. Như vậy là khi chúng ta nháy vào đây nhé, thì trên cao lên một đơn vị và sau đó chúng ta cho quả bóng này là viết hiện ra. Quả bóng sẽ viết ra cái dòng chữ đây, thì viết ra cái dòng chữ đây là số mấy nhé. Đây chúng ta sẽ viết ra trong sẽ hiện ra trong 2 giây. Này chúng ta dùng lệnh này nhé, chúng ta dùng cái lệnh nối 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 2 giây và lệnh operator chọn lệnh join nhé. Đấy, đây là số hay là số thôi, số số mấy đấy, số mấy chính là ta kéo cái biến cao này ra, ta vào variable và chọn biến cao này ra. Đấy, được chưa, chúng ta đưa vào đây. Không không nó dùng lệnh này, dùng lệnh này hơn, này dùng cái lệnh này hơn, này lệnh say không thôi. Lệnh say này là nó sẽ đợi 2 giây nó mới làm tiếp theo, thì nó hơi lâu quá, nó để luôn ở đây đó, say để luôn. Đồng thời là gì, đồng thời là chúng ta sẽ vào lệnh sao và bật âm thanh lên, bật âm thanh lên, âm thanh nào, âm thanh ứng biến cao, chúng ta chọn biến cao, chúng ta đưa nó vào đây. Đấy, thấy có hay không nào, như vậy nào, chúng ta nháy vào nhé, nó tăng lên này, tăng lên này, và nó bị hệ đến đây đấy. Và khi nó tăng lên 10 thì nó sẽ cái chương trình này nó sẽ dừng chương trình lại. Chúng ta vào đây nhé, rồi vào đây là như sau này, vào đây thì như sau, chúng ta chỉ cần dùng một lệnh thôi, chúng ta vẫn dùng lệnh này khi bắt đầu chơi nhé, thì lệnh này nó sẽ luôn chờ. Chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng lệnh là repeat until chờ. Đấy, chờ cho đến khi mà cái biến cao là bằng 10 thì dừng lại. Đây khi chờ cho đến khi cái biến cao bằng 10, đã biến cao đó rồi, ta vào cái này, ta chọn cái lệnh là bằng khi mà cái biến cao đâu rồi, biến cao đây, khi biến cao này bằng 10. Đấy, bằng 10, khi người dùng nháy vào lần lần cùng là lên 10 đó, bằng 10 thì nó sẽ được cho nó chờ khoảng 1 giây, cho nó chờ 1 giây để nó đợi người cái bóng nói, nó chờ 1 giây và nó sẽ dừng chương trình lại, và control và cái lệnh là stop on nó sẽ dừng lại. Thấy không nào, như vậy là sân khấu là cái nơi được hiển như sau này, nó sẽ lọc chờ cho đến khi mà nó xin lỗi, không phải chờ, không phải lệnh này, xin lỗi các bạn, không phải lệnh này đâu, mà lệnh này cơ, lệnh wait until cơ, nó chờ này chứ không phải này. Nè, chúng ta kéo lại nhé, vậy tôi hay nhầm, đây là lọc không phải lọc, cứ để đi nhé. Như vậy là nó sẽ chờ, chờ đây lệnh chờ until là chờ cho đến khi mà cao bằng 10 thì nó chạy sang phần tiếp theo, nó sẽ chờ tiếp 1 giây nữa và nó sẽ stop on chương trình lại. Đó. Nhưng mà đây là cái lệnh là rất quan trọng nhé, lệnh này là lệnh là chờ, nó có chờ cho đến khi mà biến cao bằng 10 thì nó đó, được chưa? Đây nhé, chạy thử nhất này. Một, Đấy, một nhá. Đấy. hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Sau 10 nó dừng lại, thấy không nào? Vì cho hay hơn, tôi sẽ làm như sau này. Mỗi khi mà chúng ta bấm vào bóng bóng này thì nó sẽ ẩn đi hiện ra chỗ khác. Đây tôi làm sao như này nhé, đây tôi vào chạy cả bóng nhé, bóng đây nhỉ. Rồi khi mà chúng ta nháy vào nó sẽ tăng cao lên lên một đơn vị rồi, là và nó sẽ hiện số và hiện âm thanh. Khi âm thanh xong rồi thì nó sẽ ẩn đi. Bây giờ muốn như vậy chúng ta làm như sau, chúng ta đợi cho nó nói xong rồi đã, chúng ta vào cái lệnh tiếp theo, không dùng này nữa nhé, chúng ta vào cái lệnh là play sound until done, đợi cho khi nói xong, để cái này ra, đợi khi nó nói xong 1 2 3 gì đó, sau đó chúng ta ẩn đi, chúng ta dùng lệnh này, chúng ta dùng cái lệnh là looks và cho nó ẩn đi một chút, chúng ta cho nó ẩn đi đâu rồi, dùng cái lệnh hai ẩn đi, ẩn đi sau 1 giây, sau 1 giây thì nó lại hiện trở lại, nó lại show trở lại, hiện sau đó nó show trở lại và hiện ở chỗ khác. Đây chúng ta dùng lệnh là nó show trở lại, show hiện trở lại và cho nó go to đi một chỗ khác, dùng dùng lệnh là go to đến một cái go to đến vị trí ngẫu nhiên,
Lệnh go to này nó có lệnh là go to đến mang kim chính cũng như là lệnh này nhé. Đây, lệnh này. Đó. Như vậy nó hay hơn nhé. Đấy, chúng ta làm từ đầu này. Bắt đầu này. Đấy, Một, ẩn hiện chỗ khác này đấy. hai, Rồi. ba, Ôi, ở trên là cao quá. Cũng hay lắm rồi, hơi khó một tí đúng không? Hơi khó một tí. bốn, năm, sáu, bảy, Đúng rồi. tám, chín, 10. Là kết thúc nhé. Đấy, các bạn thử thấy không nào? Như vậy là đây là một cái chương trình trò chơi mà tương đối là hay. Bây giờ muốn cho nó không, muốn cho nó là để này hơi giờ là nó sẽ chạy ra ngoài mất. Thì làm như sau, ta dùng lệnh này, ta dùng lệnh là go to XE, nhưng mà tôi sẽ chuyển động như sau. Tôi sẽ làm như sau, nó sẽ ở trong màn hình thôi. Là tôi làm như sau, tôi sẽ chọn X và Y đều cùng ngẫu nhiên nhé. Y thì ngẫu nhiên từ trừ một 20 đến 120 thôi, không phải là toàn bộ 120. Còn x thì sẽ là ngẫu nhiên từ trừ 200 đến dương 200. Đấy. Thì nó bảo đảm nó sẽ không chuyển ra ngoài màn hình. Bắt đầu thì nó ở giữa màn hình nhé. Đây chúng ta cho Nam chờ đi, không phải 1 giây mà chờ 0,5 giây cho nó nhanh hơn. 1 giây hơi lâu quá. Nhưng mà tới đây chúng ta đã hoàn thành chương trình rồi đấy nhá. Cao này có thể ẩn đi được, không cần đến cao này mà là không cần hiện, chúng ta cho nó ẩn đi. Chúng ta bấm chuột phải mà chọn ẩn. Bây giờ xong rồi nhé, chạy thử các bạn xem này. Trò chơi này. Đây. Bắt đầu chơi nhé, bấm vào đây này. Đó. Một, Đấy. hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, Rồi, mười. bây giờ các bạn muốn thêm gì không nào? Bây giờ tôi thêm khi kết thúc thêm một tràng pháo tay vào đây cho đẹp nhé. Bây giờ chúng ta vào cái chỗ đây, chỗ này cũng được. Vào step này. Trước khi kết thúc thì tôi cho một tràng pháo tay. Bây giờ vào cái âm thanh của cái sân khấu, chúng ta tìm cái tràng pháo tay. Tôi nhớ nó có đây, phải tìm, không nhớ nằm ở chỗ nào. Tôi không nhớ lắm, mình phải mò mò trong này một cái tràng pháo tay. Chịu khó tìm một tí đi các bạn, có cùng tìm cùng cùng tìm cùng cùng với tôi nhé. Bạn 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 nào tìm nhanh hơn thì nói tôi nhé. Ngày xưa tôi từng tìm thấy cái tràng pháo tay rồi đấy. Và chữ effect. Clapping thế ơi, clapping, clap, clapping. Clap. Phía trên này ơi, clapping, Đâu 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 đâu. C, Nào. C, clapping. Phía trên, clap, clap. Clap. Đây à? Clap. Mắt tôi đang không nhìn rõ ở đây à? Không phải, chỗ nào nhỉ? Clap. Xe à? Chữ xe chứ gì? Vâng, say clap. Em vừa thấy đấy mà. Thấy chưa? Sao tôi không thấy nhỉ? Em vừa thấy thầy vừa Hãy vào cho vào O này nhìn nhé. run. Clap, clap. À, vâng, hold on, Xe clap, say. nhá. Vâng, clap, Đây 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 đây, tìm tìm. Nhiều khi nó vào điểm mù của mình. C. clap. Cơ. Ở đây đây thầy, thầy vào search đi, search, Cơ search, search phía. gì? Vâng. Clap. À, Đây à? Ở đây à? đây. Ở dưới, ở Đó, đây, đây. Rồi. Đây đúng không? Chúng ta thêm này vào chỗ này, thêm vào chỗ này vào cái chỗ số, vào chúng ta vào cái lệnh là gì, là play sau ẩn thin đăng đây này đó. Nhưng mà thậm chí là không cần cái wave một lần nữa, chúng ta cho cái này chơi luôn nhé, kết thúc cái lần này luôn đó.
Bây giờ làm lại thử này. Một. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi, nha, kết thúc. Đó, như vậy là tôi vừa hoàn thành một chương trình đơn giản thôi, nhưng mà bạn thấy nó kết hợp bây giờ khó hơn, nó kết hợp giữa nhiều nhân vật với nhau và sân khấu đóng vai trò là chủ đạo, là người chỉ huy. Thông thường trong chương trình trò chơi thì sân khấu luôn là người cầm trịch, là người điều khiển những cái biến nhớ chung và điều khiển để khi nào dừng chương trình là sân khấu là người làm việc đó. Và những cái biến của chúng ta là có cái biến nhớ rất quan trọng là biến cao, biến cao. Và các bạn thấy là nó đóng vai trò rất quan trọng trong trong cái trò chơi này, thấy chưa? Nhưng mà chúng ta ghi lại trò chơi này là trò chơi hôm nay có 3 chương trình thôi. Trò chơi là trò chơi đếm nhá, trò chơi đếm, học đếm. Trò chơi. Game, game học đếm nhá. Đó. Học sinh tiểu học các bạn có thể làm mà là các bạn có thể mở rộng ra làm rất nhiều quy trình khác nữa nhé. Như vậy là hôm nay hết thời gian rồi, tôi dừng lại đây. Nhưng mà chúng ta như vậy hôm nay chúng ta chỉ học rất ít cái về rất đơn giản thôi về các cái biến, mà phần này sẽ còn mở rộng hơn nhiều hơn nữa. Ví dụ như là cái tác dụng của biến khi mà tính điểm số chẳng hạn, hay chúng ta sẽ hay chưa có tính điểm đúng không, chưa các bạn có chưa có trò chơi nào mà cần phải tính điểm cho học sinh cả. Thì khi mà cần tính điểm thì cần một cái biến nhớ để mà ta lưu cái điểm đó. Nhưng mà lại biến nhớ dùng để lưu thời gian, chúng ta biết rồi. Biến nhớ là dùng để mà ta phụ cho việc học tập, biết rồi. Mà cũng là làm cái dùng để điều khiển cho cái việc là sử dụng chương trình. Còn chưa học các cái dạng khác của biến nhé. Rồi. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Các bạn có hiểu gì không? Có hiểu không? Đang nghỉ ở đây nhá.